Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghệ An xâm chiếm Trung ương và nhuộm vàng một số tỉnh. Hiện nay, trong Trung ương Đảng của Cộng sản Việt Nam có 14 người Nghệ An, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị và 1 ủy viên dự khuyết. Điều đáng nói là nhóm Nghệ An trước đây được phân bố nắm ghế bí thư ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, giờ đây tụ họp về Trung ương rất nhiều, tạo nên một thế lực được xem như mạnh vô đối trong Trung ương Đảng. Chưa có một địa phương nào mà có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị như tỉnh Nghệ An. Đứng đầu trong nhóm Nghệ An hiện nay không ai khác chính là ông Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam. Ông Huệ là người đang được ông Nguyễn Phú Trọng dọn đường để tương lai sẽ là Tổng Bí thư của Đảng. Đứng sau ông Huệ là trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ông này cũng đang là cánh tay đắc lực cho Nguyễn Phú Trọng trong ban bí thư. Ngoài ra, Nghệ An còn có người thứ ba là ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông trùm chủ nghĩa bè phái Vương Đình Huệ là người Nghệ An. Ngoài 3 ủy viên Bộ Chính trị đấy ra thì còn rất nhiều người khác có khả năng sẽ vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sắp tới đây. Người thứ nhất đấy là ông Trần Sĩ Thanh, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nếu nhiệm kỳ sau vào được Bộ Chính trị, ông Thành rất có thể sẽ nắm ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Người thứ nhì có khả năng vào Bộ Chính trị đấy là bà Phạm Thị Thanh Trà, bà chị của ông Phạm Sĩ Quý đã xây biệt phủ bằng cách buôn chổi đót. Bà Trà về Trung ương nắm hai chức, đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phó ban Tổ chức Trung ương Đảng. Bà Trà về Trung ương cũng mang theo người em dại Phạm Sĩ Quý lên Hà Nội, nhét vào bộ máy này và nhờ Trần Sĩ Thanh chăm dùm. Người thứ ba có khả năng vào Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ tới là ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nếu năm 2026 ông Vương Đình Huệ thay ông Nguyễn Phú Trọng thì có thể nói người Nghệ An sẽ tràn ngập ban bí thư, chính phủ và chính quyền thành phố Hà Nội. Người ta nói rằng nhóm lợi ích Nghệ An rất lợi hại, họ bủa đi khắp các tỉnh thành, nơi nào họ nắm được thì nơi đó họ sẽ cài toàn người Nghệ An vào. Và từ đó nhiều địa phương trở thành nơi ươm mầm cho người Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy của tỉnh Đắk Lắk hiện nay cũng là người Nghệ An. Hiện tại Bí thư tỉnh Bình Phước là ông Nguyễn Mạnh Cường, người Nghệ An. Bí thư tỉnh Hà Nam là bà Lê Thị Thủy, cũng là người Nghệ An. Bí thư tỉnh Đắk Lắk là ông Nguyễn Đình Trung, cũng là người Nghệ An. Nơi đâu có người Nghệ An cầm quyền thì nơi đó người Nghệ An sẽ hội tụ về và họ nâng đỡ lẫn nhau. Qua vụ xả súng làm chết 4 công an tại xã Đắk Lắk mới thấy người Nghệ An trong bộ máy chính quyền tỉnh Đắk Lắk nói nhiều như thế nào. Màu của Nghệ An là màu vàng. Có người nói vui rằng tỉnh nào để người Nghệ An đến nắm thóp thì họ sẽ nhuộm vàng chính quyền nơi đó. Thực chất thì người Nghệ An không quá nhiều so với người địa phương. Tuy nhiên, nơi nào có quan đầu tỉnh là Nghệ An, thì nơi đấy người Nghệ An được nâng đỡ để mà thăng quan tiến chức rất nhanh. Đấy là thứ chủ nghĩa bè phái rất nguy hiểm trong bất kỳ nền chính trị nào. Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hà Nội cũng là người Nghệ An. Tuy người Nghệ An trong Trung ương Đảng rất đông, những khả năng quản trị của họ rất kém. Ngay tại tỉnh Nghệ An với 14 ủy viên Trung ương Đảng và 3 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tỉnh này vẫn là một tỉnh nghèo trong cả nước. Tuy vẫn là tỉnh thiếu đói nghiêm trọng nhưng lại rất thích xây tượng đài. Điều này chứng tỏ sức mạnh chính trị của địa phương này là do chủ nghĩa bè phái sinh ra, chứ không phải do năng lực của họ. Ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người có năng lực, nhưng Trung ương lại chặn cơ hội của người gốc thành phố Hồ Chí Minh và bị dân ngoại tỉnh nắm thóp, vì hiện nay kinh tế thành phố này ngày càng lụn bại trông thấy. Chủ nghĩa bè phái là cực kỳ nguy hiểm, nó đè những con người có khả năng và năng lực và đưa những người yếu kém lên chiếc ghế thống trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nghệ An xâm chiếm Trung ương và nhuộm vàng một số tỉnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau vụ 6 đồng chí bị lực lượng dằn di hạ gục, Bộ Công an phát hoảng với đồ dằn di. Bộ quần áo không có tội, đặc biệt là bộ đồ dằn di. Ngày nay nhiều người chơi xe dép nhà binh, họ sơn màu xe cũng dằn di, họ mua ba lô dằn di và tất nhiên không thể thiếu bộ quần áo dằn di bên người. Cũng giống như đàn ông miền Bắc thích đội mũ cối của bộ đội Cụ Hồ vậy. Những món đồ thuộc về trang phục nhà binh nó không phải là nguyên nhân gây tội ác nên không cần phải cấm đoán. Bị nã đạn, chính quyền phát hoảng với đồ dằn di. Trước đây vào thời kỳ bao cấp, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cấm đoán người dân mặc đồ lính Mỹ hay lính Việt Nam Cộng Hòa. Đi kèm với những lệnh cấm như vậy thì chính quyền Cộng sản cũng cấm luôn nhạc vàng của thời Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra mà nói, nhạc vàng không phải bài nào cũng đề cập đến chiến tranh, hận thù, chỉ rất ít trong đó mà thôi. Đa số nhạc vàng là những bản nhạc tình yêu, nó không ảnh hưởng gì đến quan điểm chính trị, vậy mà chế độ Cộng sản vẫn cứ cấm đoán. Hay mới đây nhất, khi nhà nước Úc cho in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa lên đồng 2 đô la Úc, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đỉa phải vôi vậy, phản ứng thái quá, không cần thiết. Họ phản ứng như vậy chứng tỏ họ không có chính nghĩa, vì không có chính nghĩa nên nhìn đâu cũng sợ, giống như phường trộm cướp vậy. Ông Tô Lâm hung hăng nhưng xây lực lượng, công an không mạnh. Có người thì nói rằng sợ là một tính năng đã được mã hóa trong DNA của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù họ là người thắng cuộc, họ thâu tóm tất cả và áp đặt ý chí của họ lên toàn dân. Nhưng sao họ vẫn cứ sợ đến như vậy? Ai sống dưới chế độ Cộng sản cũng nhận ra Cộng sản sợ rất nhiều thứ, vì sợ nên cấm đoán bừa bãi. Trở lại vụ xả súng vào hai trụ sở công an xã tại Đắk Lắk thì bộ quần áo dằn di cũng không có tội. Chỉ có người tấn công bạo lực mới có tội. Tuy nhiên, chiều ngày 13 tháng 6, một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ dằn di quân phục không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Ông này cho biết đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ 45 An Dương Vương, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ. Ông Lê Quang Minh, 29 tuổi, trú tại địa chỉ này, làm chủ cơ sở. Đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 4 phát hiện cơ sở này đang bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ dằn di và thắt lưng đã qua sử dụng. Không chỉ riêng cửa hàng này vi phạm mà có một cửa hàng và hàng loạt các sai phạm khác cũng bị. Với người kinh doanh, khi nhu cầu về đồ dằn di trong xã hội nhiều thì họ nhập hàng về bán kiếm lời. Nếu cứ thấy bất kỳ ai mặc đồ dằn di cũng bắt thì khó mà bắt đúng người đúng tội. Vì bắt càng nhiều người, thông tin càng loãng. Cần bắt đúng người chứ không phải bắt nhiều người vô tội. Không phải đến khi xảy ra vụ tại Đắk Lắk thì mới thấy được sự yếu điểm của Bộ Công an Việt Nam, mà cách đây 3 năm vụ Đồng Tâm cũng cho thấy điều đó. Cả Bộ Công an chỉ lo tăng quân số, tăng tướng tá mà không chịu đầu tư vào chất lượng. Chính vì vậy mới để xảy ra tình trạng bị động, công an chết nhiều đến như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang sợ đủ thứ. Với lực lượng công an yếu kém như vậy thì người dân Việt Nam sẽ khốn khổ hơn rất nhiều. Trước mắt, vụ xả súng tại hai đồn công an ở Đắk Lắk, công an đã bắt rất nhiều người, ắt hẳn trong đó có nhiều người bị bắt oan. Và với tiền lệ bức cung nhục hình của công an Việt Nam, thì những người vô tình mặc đồ dằn di rồi sẽ bị bắt, sẽ phải khốn khổ với lính của ông Tô Lâm. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam làm khó những người bán đồ dằn di đến bao giờ? Không biết đến khi những người tấn công chính quyền mà đội nón cối thì chính quyền có truy tìm những cơ sở bán nón cối và cấm họp chợ buôn bán hay không. Sống trong một chế độ mà lực lượng công an chuyên nghiệp, nghiệp vụ vừa kém vừa không có ý thức bảo vệ sự bình yên cho dân, thì đến khi nào người dân mới yên thân đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin sau vụ 6 đồng chí bị lực lượng dằn di hạ gục, Bộ Công an phát hoảng với đồ dằn di.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de